30 tập chương trình, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh được Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, sự thật tuyệt vời, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, hưởng lộc trời ban, trúng số liên tiếp, đổi đời cực giàu có, đúng tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, giàu sang phú quý khó ai sánh bằng. Dòng đời thật lắm gian nan, chịu bao khổ cực vô vàn đắng cay, cũng vì tay trắng bàn tay nên ta đành phải làm ngày làm đêm. Nhiều hôm giật mình trong đêm, nghĩ mà tuổi vận lòng thêm nghẹn ngào, bao nhiêu mơ ước khát khao, giờ đành chôn giấu vơi bao nỗi sầu. Tháng vàng phát tài, Đinh Mùi 1967 chú ý trời ban lộc lớn, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, tiền về ùn ùn, đổi đời giàu như vũ bão, tiền tiêu ba đời không hết. Chào mừng quý vị anh chị và quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình, xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất, mong rằng quý vị luôn có những ngày tháng tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, may mắn và an khang thịnh vượng. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này, có câu nói rằng, nghèo thì lâu nhưng giàu thì chẳng mấy chốc, nhưng có mấy ai quần quật làm lụng mà đã đạt được sự giàu có như mong muốn. Liệu rằng thần may mắn có bao giờ mỉm cười với chúng ta, nhìn lại cuộc đời ta thấy đầy những cảnh tranh đấu, giành giật giữa người với người chỉ để kiếm miếng cơm manh áo. Có những lúc ta cảm thấy bị khinh rẻ, xỏ xiên bởi sự bùa vây của cái nghèo, cái nợ, trong khi đó lại có những người sống trong giàu sang, nhung lụa, cuộc sống đầy đủ kẻ hầu người hạ, nhưng nước chảy cuối cùng cũng đổ thành thác và người vượt qua nghịch cảnh mới là người thành công thực sự. Xin chúc mừng quý vị tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, bước vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, quý vị sẽ được quý nhân phù trợ, cát tinh chiếu rọi, tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền bạc sẽ đổ về đầy két, xóa sạch nợ nần, phất lên trở thành đại gia, giàu có hơn người. Để biết rõ vận trình của mình sẽ diễn biến ra sao và những điều cần chuẩn bị trước, ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi phần luận giải chi tiết của chúng tôi. Quý cô bác anh chị tuổi Đinh Mùi thân mến, đã bao giờ quý vị nghĩ đến việc chuẩn bị cho tuổi già của mình hay chưa? Nhiều người tin rằng dồn tiền bạc nuôi con cái, khi về già sẽ được con cháu báo hiếu. Tuy nhiên, tự chủ động luôn tốt hơn là ngồi chờ đợi, thay vì mong đợi sự báo hiếu. Hãy học cách tiết kiệm ngay từ bây giờ để tích lũy cho tuổi già. Hãy thử tưởng tượng nếu khi mất sức lao động mà trong tay không có tiền bạc, cuộc sống sẽ khó khăn đến mức nào. Vì thế, tiết kiệm là thói quen cần thiết, phải biết và thực hành ngay từ bây giờ để có một cuộc sống tuổi già an nhàn và sung túc. Tiết kiệm chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng Minh Đường Tử Vi sẽ đưa ra những gợi ý tiết kiệm hiệu quả nhất để quý cô bác anh chị có thể áp dụng theo từng hoàn cảnh cụ thể của mình. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và bắt đầu thực hành ngay từ bây giờ để đảm bảo một tương lai ổn định và hạnh phúc. 1. Không chạy theo xu hướng công nghệ mới nhất. Để đảm bảo cho tuổi già của mình không phải ngửa tay xin tiền con cháu, cô bác anh chị hãy kiềm chế những ham muốn nhất thời ở hiện tại. Người tiết kiệm thông minh sẽ không chọn mua món đồ công nghệ mới nhất, hiện đại nhất, thay vào đó, họ chờ đợi cho đến khi công nghệ đạt đến đỉnh cao. Đồng thời giá của sản phẩm lại giảm xuống mức vừa phải cho đa số là họ có thể sử dụng món đồ tốt và đúng giá trị thực của sản phẩm. 2. Lờ bạn bè, hàng xóm đi. Cách tiết kiệm tốt nhất là không nên mua món gì đó vì con gà tức nhau tiếng gáy. Một phần của cách sống tiết kiệm là bạn phải hiểu rằng cuộc sống không phải là sự cạnh tranh ai có nhiều đồ nhất. Còn suy nghĩ như thế, đời bạn còn nghèo túng, khó mà giàu lên được. Đừng vì hàng xóm, bạn bè, mua ô tô mình cũng phải sắm ngay để cho bằng anh bằng em. Tâm lý này sẽ khiến số tiền tiết kiệm cho tuổi già của bạn nhanh chóng tan biến. Điều quan trọng là tập trung vào nhu cầu của bạn và gia đình, và không phải là xem người khác đang tiêu tiền vào việc gì mà bắt chước mù quáng. 3. Đừng lãng phí.
Để tiết kiệm, bạn phải biết ghét sự lãng phí. Nó bao gồm cả lãng phí tài nguyên hay thời gian. Sự hiệu quả là bạn thân của người tiết kiệm. Và người tiết kiệm thường tuân thủ một loạt các quy trình xanh như tái sử dụng, tái chế, những thứ mà họ có. Để tránh lãng phí không phải điều dễ và đòi hỏi bạn phải thực sự nghiêm khắc với chính mình, cân nhắc từng hành động xem chúng có gây lãng phí tiền bạc hay thời gian của bạn không. 4. Tự mình làm việc. Hãy tự mình làm các việc có thể, thay vì thuê người khác. Người tiết kiệm có xu hướng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tự làm và không trả tiền cho những việc họ có thể tự mình xoay sở. 5. Không mua những thứ bạn không cần. Trước khi chi tiền cho món gì phải cân nhắc thật nhiều xem đó là thứ bạn cần hay thứ bạn muốn. Bạn phải thực sự hiểu rõ sự khác biệt giữa muốn và cần. Nhiều thứ bạn cho là cần nhưng chỉ là thứ bạn muốn. Ví dụ, như bạn đang có đôi giày đen, mua thêm một đôi giày trắng cho hợp với những bộ đồ sáng màu. Sắp đi du lịch nên bạn chọn mua một loạt váy để chụp ảnh đăng lên Facebook cho đẹp, nhiều lượt like. Và những danh sách này vẫn còn nối dài, muốn của bạn rất nhiều tiền chi tiêu hàng tháng. Nếu bạn còn tiếp tục chi tiêu lãng phí như thế này, thì lấy tiền đâu để tiết kiệm? Cách tiết kiệm đơn giản là cân nhắc thật nhiều trước khi mua, dù cho giá tốt bao nhiêu đi nữa. Và trước khi đi vào nội dung chính, chúng ta hãy cùng điểm qua đôi nét về vận mệnh của cô bác anh chị tuổi Đinh Mùi nhé. Là một Đinh Mùi thường hay xem đi xem lại một bộ phim, vì cuộc đời quá nhiều bước ngoặt, quá nhiều cái bất ngờ, quá nhiều sự bất thình lình ập tới. Nên Đinh Mùi thích cái cảm giác biết trước mọi sự việc, biết trước mọi điều quen thuộc, biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nên cày đi cày lại một bộ phim là thói quen của cái tuổi này. Đinh Mùi luôn có nhiều sự mâu thuẫn, bản thân lười biếng, nhưng bản tâm lại có nhiều tham vọng, bản thân muốn nhiều bạn bè nhưng sự cô độc trống rỗng luôn hiện hữu ở trong tim. Thành thử đi cùng bạn thì cũng ngồi bấm điện thoại, nhưng không đi thì lại thấy thiếu thiếu, không đi thì lại thấy có chút gì đấy cô đơn. Đinh Mùi không thích chính mình do những cái cố chấp lập dị, nhưng lại yêu chính mình vì những cái thú, cái chất riêng, nên trong con người như có sự đa nhân cách, thiếu tính nhất quán xuyên suốt trong mệnh mình. Bình thường người ta sẽ phải nâng cấp con người trước sang lên, thì sau đấy họ mới có được sự thay đổi nâng cấp trong cuộc sống. Nhưng với Đinh Mùi, cái chất riêng, cái hình thái riêng, cái sự đặc sắc riêng đã tồn tại, đã hiện hữu rồi. Vậy nên thay vì cần phải nâng cấp bản thân, họ chỉ cần thật sự khao khát và thật sự tập trung kỷ luật, trưởng thành đòi hỏi sự thay đổi, đòi hỏi sự tỉnh thức, cũng đòi hỏi sự giác ngộ. Cái huy hoàng của quá khứ tuy từng có, nhưng cũng không cần bận tâm đến nó, qua rồi thì kệ thôi. Sự nguy hiểm của Đinh Mùi không nằm ở chỗ ăn to nói lớn, hay đao to búa lớn. Sự nguy hiểm của họ nằm ở chỗ, họ là những người có thể tự nhảy múa với cái bóng của bản thân mà vẫn thấy vui, có thể tự chữa lành tổn thương, chữa lành tâm thức chỉ một mình mà vẫn thấy hoan hỉ. Những kiểu người như thế không bị ép phải tự lực tự cường, mà bẩm sinh họ đã có sẵn tính tự lập, tự chủ một mình rồi. Những người như thế chỉ cần họ tin là đúng, ắt thế giới xung quanh sẽ không thể tác động vần xoay và họ sẽ đi đến được cái đích họ mong muốn trong cuộc đời. Bài này không thiên về dự báo tương lai, chỉ là đôi lời tặng bạn để bạn nhìn lại bản thân, nhìn lại bản tâm. Còn muốn gì thì muốn cũng phải sau tháng 6 âm mới thành thơi, cứ làm và thong thả vậy thôi. Với tuổi Đinh Mùi 1967, tháng 6 âm lịch, nếu nói là tháng tốt, vậy là trái với lương tâm. Nếu nói là tháng xấu tức là hơi bi quan thái quá, trải qua năm đại hạn 2023, vận thế của Đinh Mùi 1967 đã về lại với con số 0. Rất nhiều Đinh Mùi khi bước qua 2024 đều mong đây là lúc khởi sắc thăng hoa. Lẽ tất nhiên đại hạn không chết tất có hậu phúc, nhưng cần phải hiểu một cái cây chết già đi tuy có thể mọc lại. Nhưng đâu có nghĩa sau một đêm đã thành đại thụ, sự may mắn cạn khô hóa sa mạc, dù có mưa cũng đâu có thể lập tức hóa biển hồ. Vận may của Đinh Mùi đã trở lại, đang trở lại và sẽ trở lại, nhưng nó đang nhú dần lên như chồi non tìm nắng sớm, nó đang đỡ trông gai vất vả nên chớ quá vội vàng. Tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm của Đinh Mùi sẽ mở ra những cơ hội, đi kèm với những thử thách, trong cái tốt sẽ tiềm ẩn nhiều hố bẫy sâu thẳm. Khởi đầu ổn thỏa nhưng càng về sau càng khó khăn chồng chéo, thử thách ngang dọc đan xen, vậy nên đừng chủ quan thái quá, trong cái xấu sẽ lờ mờ ánh sáng đường ra. Lối thoát nếu kiên trì tìm cách, Đinh Mùi cần học lấy sự hạn chế suy nghĩ đơn giản, hạn chế việc không có chính kiến, đôi khi hay bán tín bán nghi, đôi khi hay nửa tin nửa ngờ. Tính cách hàm chứa nhiều sự mâu thuẫn, cảm xúc ẩn chứa nhiều sự thăng giáng thất thường, lúc thì cố chấp bảo thủ, lúc thì lại thẫn thờ đẽo cày giữa đường ai bảo gì cũng nghe. Về cung mệnh tài lộc của Đinh Mùi, cái hay của họ là tài lộc của họ đang ở trạng thái dư dôi, tức là họ có lộc, không có lộc này thì được bù lộc khác. Hay có lộc rơi lộc dụng từ trên trời rơi xuống nằm ngoài sự tính toán của bản thân. Cái dở của họ là dù lộc nhiều hay ít, cũng tiêu nhiều hơn để, tán nhiều hơn tụ.
mang tiếng tiền nhiều mà hễ sợ là chẳng thấy đâu, tiền lẻ thì lắm, tiền cục thì chúng nó đang chơi trốn tìm, tập trung công việc, hạn chế đỏ đen, kẻo mất nhiều hơn được. Vận thế của Đinh Mùi sẽ tích cực dần lên, họ vừa trải qua những trắc trở tiêu cực và những chuyện suy tư mỏi mệt, vừa trải qua một đoạn nghi ngờ đường mình đi, hoặc nghi ngờ vào bản thân, hoặc mất niềm tin vào sự vận hành của những gì mình đang theo đuổi, nhưng không sao cả, sự thông thuận sẽ trở lại sớm thôi, cho Đinh Mùi lại sự tự tin ngẩng đầu kiêu hãnh trong tháng 6 âm lịch này. Đinh Mùi hãy cứ luôn nhớ bạn là người duy nhất có thể thay đổi tương lai của chính mình, là người duy nhất có đủ quyền năng để lựa chọn mọi điều, mọi diễn biến sẽ xảy tới trong cuộc đời của chính bạn. Giai đoạn hiện tại tình cảm là thứ lãng phí thời gian, có thì tốt, không có cũng không sao cả. Tạm thời trong một đoạn ngắn bạn chỉ nên tập trung vào việc thay đổi và nâng cấp chính bản thân mình. Đinh Mùi ơi, bạn có thể nghĩ lại chút về quá khứ, ngẫm lại xíu về những điều mình đã lỡ dở. Nhưng không cần đắm đuối hay chìm sâu vào những điều mang tính chất giá như ước gì, tất cả sự đẹp nhất trong cuộc đời bạn hãng còn ở tương lai. Cái đoạn lỡ dở mất mát bạn cứ hiểu rằng nó chỉ là cái móng tay nếu so sánh với những gì bạn có thể có được, nên cứ hỉ xả mà nhẹ lòng bỏ qua. Đinh Mùi lại nói dù đường mình đi có vòng vèo một chút thì cũng không sao cả, lộc của một người cũng như đích đến trong đời, gần như là không đổi. Mỗi đường bạn đi chỉ là các lối khác nhau cho cùng một điểm đến, gặp may thì vào được cao tốc sớm, thẳng tiến mà tựu thành. Xui hơn một chút thì vào đường mòn bụi rậm, rồi thì cũng sẽ tìm được cách đi, nên đừng có quá ưu phiền lo mình lầm đường lạc lối, lỡ dở thời cơ. Người ta bảo sự cần cù chăm chỉ không bao giờ thắng được thiên bẩm trời sinh, vậy thử tưởng tượng với thiên bẩm trời sinh sẵn có của Đinh Mùi kết hợp thêm cần cù chăm chỉ, thì bạn sẽ đi xa đến mức nào nhỉ? Đừng vấp hai lần trên cùng một ổ gà, ngã hai lần trên cùng một địa điểm, hoặc thua hai lần bằng một cách tương tự như nhau. Thay đổi bản thân một chút, ngẫm lại quãng đường đã qua một tẹo, rồi lao vào cái đoạn thú vị nhiều thành tựu đang chờ bạn ở phía trước nhé. Tiếp theo sau đây là tử vi chi tiết tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch dành cho cô bác anh chị tuổi Đinh Mùi. Xin mời cô bác anh chị cùng chiêm nghiệm và nắm bắt vận may của mình nhé. Tử vi tháng 6 và tháng 7 âm lịch, xem tử vi tháng của 12 con giáp nhận thấy, vận trình tháng 6, tháng 7 âm lịch của người tuổi Đinh Mùi khởi sắc lên trông thấy. Ví như cầu vồng sau cơn mưa, cô bác anh chị cần chủ động nắm bắt cơ hội, thành công sẽ ngay trong tầm tay. Về sự nghiệp, sang tháng Mùi và tháng Thân, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi hanh thông, công việc lớn nhỏ gì cũng gặt hái kết quả nhất định, không phụ công phấn đấu. Tất nhiên trong quá trình làm sẽ khó tránh va vấp, nhưng nhìn chung việc to hóa nhỏ, độ rắc rối không nhiều, tập trung tinh lực giữ bình tĩnh là sẽ xử lý ổn thỏa. Với những ai đang có ý định khởi nghiệp, mở cửa hàng, kinh doanh online, thời điểm này khá thích hợp, nếu đã chuẩn bị kỹ càng về cả tinh thần lẫn cơ sở vật chất, bản mệnh nên mạnh dạn tiến hành, ban đầu mọi thứ có thể chưa thuận lợi, doanh thu chưa cao, nhưng duy trì lâu dần sẽ thiết lập được mạng lưới khách hàng quen thuộc. Đừng vội nản chí nếu vấp phải trở lực, bạn nên nhớ, người thành công không phải là người giỏi giang nhất, mà là người kiên trì nhất. Lưu ý, nguyệt lệnh lâm suy ở Mùi, báo hiệu vận trình có sự suy giảm nhất định, vậy nên nhân lúc cơ hội tới, hãy quyết đoán đưa ra quyết định, nhanh chóng nắm bắt thời cơ đừng do dự quá nhiều, sau này phải nói lời hối tiếc. Bên cạnh đó, Thái Dương Cát Tinh sẽ xuất hiện kịp thời, trợ lực cho bản mệnh, nhất là nam mệnh, công việc tưởng khó mà lại dễ, vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra, tuy nhiên, rơi vào cục suy thoái khó tránh lúc bản mệnh tâm lý bất ổn, cảm thấy áp lực rất dễ nản lòng, càng những lúc thấy mình yếu đuối, bạn lại càng cần có người thân, bạn bè bên cạnh để sẻ chia. Đừng cố làm mọi chuyện một mình, thay vào đó hãy nhờ tới sự trợ giúp của tập thể, tận dụng sức mạnh tập thể để tạo đà phát triển cho bản thân. Đó là cách làm thông minh và sáng suốt, khi hiểu ra rồi bạn sẽ dễ dàng áp dụng để gặt hái thành công cho bản thân nói riêng, cả tập thể nói chung. Lưu ý, tháng 7 âm lịch được dân gian quan niệm là tháng cô hồn, âm khí vượng, dễ gây ra điều xui xẻo, gây bất lợi cho vận trình sự nghiệp của bản mệnh. Vì thế, khi tiến hành bất cứ việc lớn nhỏ gì cũng cần phải cân nhắc kỹ càng, chớ qua loa khinh suất mà lĩnh hậu quả. Về tài lộc, cùng với vận trình sự nghiệp khởi sắc, tài lộc theo đó có tiến triển khả quan hơn trước, người làm công ăn lương tạm hài lòng với công việc hiện tại, công việc đều đều, cuối tháng nhận lương, chi tiêu chỉ cần cân đối hợp lý là cũng ổn thỏa, không phải lo nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, với một số cô bác anh chị tuổi Đinh Mùi ổn định thôi chưa đủ, họ còn muốn phấn đấu nhiều hơn nữa để có được cuộc sống giàu sang phú quý. Chính suy nghĩ ấy đã trở thành động lực để họ nỗ lực gấp nhiều lần so với người khác. Tất nhiên cái gì cũng có giá của nó. Khi bạn chấp nhận đánh đổi, thành quả thu về sẽ không tồi chút nào. Cuộc đời luôn công bằng như vậy, có thể ngày hôm nay bạn chưa nhìn thấy thành quả đâu.
nhưng sẽ còn rất nhiều thời gian về sau đó, chưa biết chừng thành quả đã nằm gọn trong tay bạn lúc nào không hay. Trong tháng 9 tài ổn định, thứ tài có tăng nhưng vẫn còn ở mức khiêm tốn, điều đó đồng nghĩa là bản mệnh sẽ gặp may mắn về tài chính. Có thể ký kết hợp đồng thuận lợi, chúng thường nhận được món quà bất ngờ, tuy nhiên, giá trị hợp đồng hay số tiền chúng thường đều ở mức vừa phải chưa được gọi là cao. Có quan niệm cho rằng, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, cần hạn chế các hoạt động cầu tài lộc, dù thực hư chuyện này ra sao chưa ai kiểm chứng, nhưng nhìn chung có thờ có thiêng, có kiêng có lành, làm gì cũng thật trọng, suy tính trước sau sẽ tránh được những sai lầm không đáng có, ngược lại, chỉ làm mà không nghĩ khó tránh thất bại. Về sức khỏe, trong tháng Canh Thân, kim khí dần vượng, mùi thổ bị sinh xuất, sức lực hư hao, dễ có cảm giác uể oải, đau đầu, ăn uống không ngon miệng. May mắn là biểu hiện này chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng biến mất nếu bản mệnh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thể thao hợp lý. Bên cạnh đó, cần hạn chế những thực phẩm giàu chất đạm, chất béo, tránh gây áp lực cho dạ dày và hệ bài tiết. Những ai có bệnh sử nhồi máu cơ tim, máu nhiều mỡ, huyết áp cao, càng cần phải thận trọng trong vấn đề ăn uống, đồng thời chú ý dưỡng sinh, giữ tâm lý thoải mái, tránh xúc động mạnh kẻo tình trạng bệnh càng thêm nghiêm trọng. Tháng này nguyệt lệnh suy ở Mậu, ảnh hưởng khá nhiều tới phương diện sức khỏe, không những cơ thể yếu nhược, sức đề kháng giảm sút mà tinh thần cũng xuống dốc, suy nghĩ thiếu tích cực, dẫn tới hành sự sai lầm gây tổn thương tinh thần cho người khác, đồng thời cũng khiến bản thân vướng vào rắc rối. Tháng 7 âm lịch được coi là tháng cô hồn, âm khí vượng, nhắc nhở những ai vốn sức khỏe yếu, lại ngủ không ngon giấc, hay nằm mơ thấy ác mộng, hạn chế ra ngoài vào buổi đêm và sáng sớm, tránh bị những hàn khí, âm khí gây hại cho cả thể chất và tinh thần. Tử vi tháng 8 âm lịch. Theo dõi tử vi phương Đông, bước sang tháng 8 âm lịch, tài vận của người tuổi Mùi khởi sắc, bản mệnh may mắn về tiền bạc, có được nhiều khoản thu phụ, tiền bạc rủng rỉnh, được nguyệt lệnh hết lòng phù trợ, công việc của bản mệnh tiến hành thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, hợp tác làm ăn thu lời. Về sự nghiệp, sang tháng Quý Dậu nguyệt lệnh lâm quan đới ở Mùi, báo hiệu vận trình sự nghiệp hanh thông, bản mệnh cận kề cơ hội tham quan tiến chức, được quyền tinh nâng đỡ, Mùi thổ thêm vững vàng tâm thế, mang trong mình nhiệt huyết của thời thanh niên trai tráng, hăng hái tiến về phía trước bất kể gian nan hiểm nguy. Đây là thời điểm lý tưởng để những chú dê tỏa sáng trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Cần mẫn, chăm chỉ, tận tụy phấn đấu mãi rồi cũng tới lúc ngồi hưởng thành quả, bản mệnh hoàn toàn xứng đáng với thành công hiện có, đáng khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ. Xem tử vi tháng 8 âm lịch, nếu đang ấp ủ kế hoạch khởi nghiệp nào đó, tuổi Mùi có thể thử sức, đừng quan tâm quá nhiều tới việc người khác nghĩ gì về mình, bởi lắm thầy nhiều ma. Mỗi người một quan điểm, cái chính bạn giữ vững niềm tin, tin tưởng vào sự lựa chọn, vào quyết định của chính mình, thành hay bại đường đổi tại thời thế, mà hãy nghiêm cần xem xét lại bản thân. Theo từng giai đoạn phát triển của công việc, bản mệnh cần đưa ra những quyết định phù hợp, an toàn quá cũng không hay, bởi như vậy mọi thứ trì trệ. Bạn mãi dậm chân tại chỗ, không có được sự bứt phá, đôi khi phải mạo hiểm, như người ta thường nói liều ăn nhiều, mạnh dạn và xông xáo mới có thể gặt hái thành công lớn hơn. Lưu ý, trong tháng bản mệnh sinh thái tuế, lại có dịch mã động tinh xuất hiện, ngụ ý việc mình làm khá vất vả nhưng người khác lại được hưởng lợi. Nếu ở phạm vi nhỏ chuyện không có gì bàn cãi, nhưng nếu bản thân hoàn toàn bị thua thiệt, bạn cần cân nhắc lại cách hành sự. Đừng hy sinh vô ích vì những kẻ lười nhác chỉ nhờ ô dù tiến thân, khi cần thiết hãy lên tiếng đưa ra quan điểm rõ ràng, đừng để họ được đằng chân lân đằng đầu. Về tài lộc, công việc thuận lợi là tiền đề giúp tài chính ổn định, tài lộc hanh thông, người làm công ăn lương chỉ cần làm theo kế hoạch đã vạch ra. Dù ít hay nhiều sẽ gặt hái thành quả như ý, trong quá trình thực hiện cũng khó tránh khỏi va vấp hoặc vất vả, nhưng kết quả cuối cùng hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực bỏ ra. Có điều dịch mã động tinh luôn luôn thúc giục bản mệnh cần xông xáo hơn nữa trong công việc, không nên ngồi yên một chỗ mà phải năng động đó đây. Tìm hiểu các kế hoạch đầu tư, kinh doanh, thu thập các nguồn tin chính xác để đánh đâu thắng đó, hãy bỏ vốn đầu tư là xác định thu về lợi nhuận khả quan. Trong hợp tác làm ăn, tuổi Mùi có thể chọn những đối tác tuổi Ngọ, cả hai bên cùng có lợi. Năm nay Ngọ Hỏa không phạm Thái Tuế, có được sự kết hợp hài hòa giữa Thái Âm và Thái Dương. Vận khí mệnh chủ thêm phần hanh thông, đôi bên tương hỗ, trợ lực nhau về cả phương diện tinh thần và vật chất, đảm bảo hợp tác thắng lợi. Những chi phí phát sinh trong tháng không hề ít, bao gồm các khoản mua sắm, đi du lịch, nhất là các đám hiếu hỉ, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh tình trạng nay vung tiền quá chán, mai lại hụt mạng kiếm tiền. Dẫu biết rằng năng lực làm việc và kiếm tiền của Mùi thổ rất vững, nhưng nên học cách tích lũy để không phải vất vả thăng trầm quá nhiều.
Với những ai có ý định đi học đào sâu chuyên môn hoặc mở mang kiến thức, đừng do dự hay tiếc tiền, đầu tư cho giáo dục luôn có lãi. Hãy mạnh dạn đăng ký khóa học cho mình và nhớ là kiên trì theo đuổi, đừng bỏ cuộc giữa chừng kẻo phí công tốn của. Về sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Đinh Mùi không có gì đáng lo ngại, nhưng cần chú ý thiên nguyệt mang tới sự ức chế về tinh thần, ảnh hưởng gián tiếp tới sức khỏe. Mùi thổ sinh cho Dậu Kim, cơ thể yếu nhược, sức đề kháng kém, cần chú ý áp dụng các biện pháp dưỡng sinh, ăn uống tầm bổ để nhanh chóng lấy lại sức, trời thu hanh hao, tạm phế thua kim. Thông với khí mùa thu, về mặt ăn uống nên giảm cay tăng chua, vị cay thông với phế, vị chua đi vào can, giảm vị cay để phế được bình hòa, tăng vị chua để di dưỡng tạng can. Vậy nên những thực phẩm có độ cay nồng, nhiều ớt, tỏi nên hạn chế, thay vào đó bổ sung những thực phẩm có vị chua nhẹ, rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, cần chú ý dưỡng da, tránh tình trạng nứt nẻ, thậm chí chảy máu gót chân gây cảm giác khó chịu. Trời thu hanh khô cần bổ sung đủ nước cho cơ thể, đồng thời chú ý các hoạt động dưỡng sinh, thể thao hợp lý. Nên vận động nhẹ nhàng hơn là vận động mạnh, tránh tình trạng mồ hôi toát ra càng nhiều, làm hao tán tân dịch, gây cảm giác khô miệng, háo nước, khó chịu trong người. Về luyện tập trong mùa thu, tùy từng độ tuổi mà có sự lựa chọn hình thức phù hợp, người cao tuổi thân thể hư nhược, có thể múa quyền, đi bộ, tập một số công pháp nhẹ nhàng, nói chung nên thiên về các môn tĩnh công, trong khi luyện tập cần chú ý sự biến đổi của thời tiết, buổi sáng chỉ nên tập nhẹ nhàng. Mồ hôi da lâm dâm, tập quá mức khiến mồ hôi toát ra nhiều, không nên cởi phanh áo quần để không bị hàn khí thâm nhập, gây ra chứng cảm mạo. Vâng quý vị thân mến, trong cuộc sống có một sự thật hiển nhiên rằng, phàm là người thì ai cũng thích mình được trở thành quan trọng, nhận được nhiều sự chú ý của mọi người. Nhưng không phải ai cũng đạt được điều này và đó là lý do tâm mỗi người đã thủng một lỗ lớn mà không phải ai cũng nhận ra, từ đó mà hầu hết chúng ta đều nổi lên lòng đố kỵ, thậm chí ghen ghét với sự giàu sang, sung sướng may mắn của người khác. Người hơn người ở chỗ rằng nhận ra điều đó để điều chỉnh tâm mình trở nên tốt đẹp lành mạnh hơn, có người thể hiện lòng ganh ghét, đố kỵ ra ngoài, nhưng có người lại chôn kín nó trong lòng âm thầm hãm hại người khác. Một khi thấy ai đó có thành tích, địa vị, vinh dự, võ công hơn là ta này sinh ganh ghét, đố kỵ. Một khi tâm danh lợi của người ta nổi lên là không muốn ai có được danh tiếng, gờ hay thành tựu hơn mình. Họ luôn coi chính mình là trung tâm vũ trụ, là tài giỏi hơn người. Chỉ muốn một mình thống lĩnh cả thế giới, nhưng cũng vì thế mà họ ngày đêm lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi, phải tìm đủ cách để triệt hạ người khác, lòng đố kỵ sinh đau khổ. Tâm bình an hưởng lạc cả đời, những người như vậy dù có học được võ công cao cường, tài nghệ siêu việt thì rốt cuộc cũng chỉ có thể gây họ cho đời mà thôi. Sư phụ người làm thầy cũng chỉ cần những đệ tử có đức cao, sẽ chỉ truyền dạy tinh hoa chân truyền cho họ. Đố kỵ cũng là một loại ác tâm, đó là lý do vì sao người hiền lành vẫn gặp đau khổ. Cũng như những đệ tử thiếu phẩm chất đạo đức sẽ chỉ mang lại tai tiếng, làm mất thanh danh bao đời mà sư phụ đã khổ công gây dựng nên vậy. Ít ai hiểu rằng cái chân lý của cuộc sống là vui cho niềm vui của người khác, hạnh phúc cho hạnh phúc của người khác thì ta sẽ được nhiều hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.